Mình sẽ unbox nhanh cái fix mà Asin Orin, mà cái bản cho edition. Đây là bản của steelbook hợp các soundtrack, một cái tấm bản đồ bằng giấy, một cái game mà ta chơi một năm trước rồi. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này nhé, bạn bút nhanh thôi.